cho tất cả các bạn của kênh Mẹ Mình Tập Lục. Các bạn biết không, mấy chục năm trước, đi đến nhà ai giặt đồ, giặt xong lấy tiền công thì người ta gọi là giặt đồ mướn. Đi đến nhà ai làm đủ thứ chuyện trong gia đình, lau nhà, rửa chén, ẩm em, giặt đồ, phơi đồ, ủi đồ, vân vân, thì người ta gọi là ở đợ. Nhưng ngày nay, những cái từ đi giặt đồ mướn, gánh nước mướn, ở đợ, có thể nói là gần như là xóa sổ. Vì cách gọi đó là cách gọi không có văn minh. Cách gọi đó là phân chia giai cấp. Cách gọi đó là xem thường cái sự giúp đỡ hay là cái sự hỗ trợ của cái người làm cho mình. Cách gọi đó cũ rồi, ngày nay người ta gọi đó là dịch vụ. Thì giặt đồ mướn trước đây thì bây giờ là thành dịch vụ giặt sấy hoặc là giặt ủi. Và cũng trên cái tinh thần đó thì một tuần trở lại đây, khá là nhiều bạn gọi cho mình hỏi về cái mô hình giặt sấy, giặt ủi, mà các bạn nó cũng có cái ý tưởng để mà mở một cái tiệm. Tuy nhiên là không biết là bắt đầu từ đâu. Cho nên là nếu các bạn nào có cái nhu cầu đó và có ý tưởng đó, cứ sắp xếp gặp mình. Mình sẽ chia sẻ cho các bạn sâu hơn, cung cấp cho các bạn thông tin nhiều hơn. Và nếu các bạn muốn đi theo nghề thì mình sẽ chuyển giao cái nghề đó cho các bạn và hỗ trợ các bạn đầy đủ. Về cái dịch vụ giặt nói chung thì nó có hai cái mô hình. Một cái mô hình là giặt dân sinh và một cái mô hình giặt công nghiệp. Ở cái clip này mình nói về giặt dân sinh. Các bạn biết giặt dân sinh thì nghe là hiểu rồi. Tức là giặt đồ cho đối tượng là người dân bình thường. Sử dụng những cái máy móc, đây là máy giặt và là máy sấy, thì cũng thuộc dạng những cái loại máy có mặt ở trong gia đình hay là người ta sản xuất để sử dụng trong gia đình. Tuy nhiên nó cũng có máy lớn, máy nhỏ, máy vừa, máy to, vân vân và vân vân. Thì ở trong cái mô hình giặt dân sinh, chúng ta có thể phân loại ra hai cái hình thức. Hình thức đầu tiên là tiệm giặt sấy hay là giặt ủi, có người phục vụ giống như tiệm của mình. Và cái mô hình thứ hai là tiệm giặt sấy tự phục vụ. Tiệm của mình là tiệm Bá Hỷ, khách hàng đem tới giao đồ, mình giặt xong, đóng bao, đóng bị, sấy ủi gì đó theo yêu cầu của khách hàng. Sau đó khách hàng quay lại lấy và trả tiền. Cái mô hình thứ hai là cái mô hình tự phục vụ, thì khách hàng phải tự làm từ A đến Z. Tới cái cửa hiệu đó, máy móc có sẵn, khách hàng tự phục vụ, tự bấm máy, vân vân, và tự trả tiền. Trả kiểu gì, tí xíu mình sẽ nói cho các bạn nghe. Rồi, như vậy là mình đi vào cái mô hình đầu tiên, đó là cái mô hình có người phục vụ, giống như tiệm giặt ủi Bá Hỷ của mình ở đây. Thì để mà mở được một cái tiệm giống như tiệm Bá Hỷ của mình thì cái chi phí đầu tư thực sự mà nói nó cũng là những cái máy dân sinh bình thường. Chi phí tính tới tính lui thì nó vụ vào khoảng là 10 triệu đồng một cái máy giặt, một cái máy sấy. Mình đang nói cái đổ đồng nha các bạn. Có cái nó sẽ cao hơn một chút và có cái nó cũng thấp hơn cái 10 triệu đó. Nhưng mà mình cứ tính là 10 triệu đồng một máy. Thì tiệm dân sinh thì có thể là len lỏi khắp trong khu phố, ngõ hẻm, ở khắp nơi, không riêng gì ở thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Với một cái tiệm dân sinh thì các bạn chỉ cần đổ vào khoảng là, nếu mà gọi là đúng cái tiệm, thì các bạn đổ vào khoảng chừng 100 cho tới 120 triệu. Là bạn có một cái tiệm nó tươm tất rồi. Ở trong cái mô hình mà thứ nhất này là có người phục vụ, thì khách hàng chỉ có việc đem quần áo tới và đi về, đưa ra cái yêu cầu và đi về. Còn tất tần tật
là để cho tiệm người ta xử lý, miễn sao nó đạt về chất lượng theo yêu cầu. Thì ở cái mô hình mà giặt có người phục vụ thì những cái giá máy như mình nói là tầm tầm 10 triệu. Có những cái mô hình đó, trong mô hình đó các bạn, nếu các bạn nào thích đi theo cái dạng mà máy công nghiệp, máy công nghiệp ở đây thì thường đa phần là máy cũ các bạn, máy cũ, máy second hand, thì cái chi phí nó sẽ rất là cao. Nếu chúng ta chọn một cặp máy giặt sấy mà có yếu tố công nghiệp, cái dạng nó như vậy, thì một cặp máy đó thì nó ngốn tiền của các bạn một cặp thôi nha, tức là một cái giặt và một cái sấy thì nó cũng đã ngốn tiền của các bạn hết hơn 70-80 triệu. Nếu như các bạn có cái cặp đó nữa, thành ra là trong cái mô hình đầu tiên có người phục vụ thì lại có hai cái chọn lựa, một cái là lấy máy dân sinh, máy mới 100%, thì cứ đổ đồng 10 triệu một cái, nó vẫn có máy công suất lớn nha các bạn. Còn nếu các bạn nào mà ngắm nghía mà muốn đặt để thêm cái máy công nghiệp, nhưng như mình nói là máy second hand á, thì nó độ vào khoảng là một cái giặt và một cái sấy, hai cái đó cộng lại không thôi cũng đã là 70-80 triệu rồi. Nó bằng gần bằng tổng cái số lượng máy mà mình nói hồi nãy trong cái gói 100 triệu khoảng đó. Thành ra chúng ta cũng lưu ý cái thông tin này và chúng ta cân nhắc. Các bạn cứ gặp mình sẽ chia sẻ kỹ cho các bạn nghe, phân tích những cái thiệt hơn cho các bạn nghe trước khi các bạn dấn thân vô cái con đường này. Ở cái mô hình thứ hai là cái mô hình cũng là giặt sấy dân sinh nhưng mà tự phục vụ. Đây là cái mô hình tồn tại lâu trên thế giới rồi, nhưng mà ở Việt Nam mình độ một năm trở lại đây bắt đầu nhen nhúm có những cái mô hình này. Nhưng mà mình cũng đã để ý thì mình thấy nó không có thành công. Cái thói quen của người Việt mình thích được phục vụ, và chúng ta đang sống trong một cái đời sống nó rất là vội vã. Cái gì chúng ta cũng muốn nhanh gọn lẹ, muốn có người phục vụ. Dĩ nhiên là phải trả phí, đó là điều đương nhiên đó, để thời gian chúng ta đi làm chuyện khác đó. Thì cái mô hình này mình thấy nó chưa có một cái sự phát triển thực sự. Cái mô hình này nó mới đứng lại ở cái hình thức là thăm dò thị trường và gầy dựng cái dịch vụ. Thì ở cái mô hình mà tự phục vụ thì các bạn cũng bỏ vốn ra, mà dĩ nhiên là phải vốn nhiều. Vì ở cái mô hình tự phục vụ ở đây là những cái loại máy, mình dùng cái từ là loại máy đặc thù. Nó đặc thù ở điểm gì? Nó vẫn là máy giặt, nó vẫn là máy sấy, hoặc là nó vẫn là cái máy giặt sấy combo. Nhưng nó đặc thù ở chỗ là không có người phục vụ, tức là không có người nhận đồ từ tay bạn, mà cũng không có người giao đồ ra trở lại cho bạn. Tất tần tật là khách hàng phải tự bấm máy, tự chọn thời gian, chọn chương trình gì đó cho giặt, cho sấy, và thậm chí kể cả nước giặt, nước xả gì đó, có nhiều kiểu. Có thể là ngay cái người cung cấp dịch vụ họ cung cấp luôn cái đó sẵn ở trong máy, hoặc là các bạn có thể đem xà bông, nước giặt, nước xả gì từ nhà đến, thì tùy cái người chủ của dịch vụ đó họ đặt để cái loại máy gì. Nhưng mà nó đặc thù ở chỗ đó là chỗ gì? Nó đặc thù là những cái máy đó là không có người thu tiền. Các bạn phải trả cái tiền phí, các bạn thuê cái máy đó để giặt hoặc là sấy theo hình thức là tiền mặt nếu có, đồng xu nếu có, trả bằng thẻ tín dụng nếu có, hoặc là trả bằng những cái ví điện tử chẳng hạn như Momo, VNPay hay là đại loại cái gì đó. Thì tùy theo cái người ta set up cái tiệm đó, người ta chọn theo cái phương thức nào mà nó phổ thông nhất ngay cái quốc gia hay ngay cái khu vực mà họ đặt để những cái máy đó. Thì nếu chọn theo cái phương thức này hay là cái mô hình này thì cái chi phí đầu tư sẽ rất là cao. Nó có hai cái vấn đề các bạn phải lưu ý. Lưu ý đầu tiên là về vấn đề mặt bằng. Những cái máy mà phục vụ theo cái hình thức mô hình tự phục vụ này thì thường là họ xây dựng những cái máy
cái hình thù nó giống như nãy giờ mình nói chuyện là cái máy, giống như là máy công nghiệp, máy to, máy lớn, máy công suất lớn đó. Tiếp theo là vì nó lớn thì phải đặt, chúng ta đặt một máy, hai máy, ba máy, bốn máy gì đó, thì đòi hỏi cái mặt bằng phải lớn, rộng, cũng phải vuông vức ở cái vị trí như thế nào đó thì tùy chọn, nhưng mà mặt bằng phải lớn. Mặt bằng lớn thì nó tính vô cái chi phí hàng tháng cũng rất là lớn. Cái tiếp theo nữa là chi phí đầu tư máy cũng sẽ rất là cao. Giống như cái mô hình dân sinh mà có người phục vụ, thì giống như hồi nãy mình nói, một cái máy giặt, máy sấy mà dạng công nghiệp mà đồ xài rồi, thì một cái cặp đó cũng 7-80 triệu, 8-90 triệu, cũng có thể nó cũng có 5-60 triệu gì đó cho một cặp thôi nha các bạn. Thì ở đây những cái máy cho cái mô hình mà tự phục vụ hiện nay đang có mặt thì là đa phần là máy mới, hầu như là máy mới. Và máy mới các bạn biết, một cái máy chồng tầng mới của Trung Quốc thôi nha, mình không dám nói những cái thương hiệu khác, của Trung Quốc mà máy mới 100% thì ngày hôm nay giá nó khoảng từ dao động từ 130 cho tới 160 triệu một máy nha. Một máy là giặt dưới, sấy trên, vân vân. Thì nếu như cái dịch vụ mà tự phục vụ thì chí ít cũng phải có được 3 cái máy giống như vậy, tức là thành 3 máy giặt, 3 máy sấy, thì các bạn phải có được 300-400 triệu tiền máy thôi nha. Rồi tiền các bạn phải đề co, phải thiết kế tiệm, rồi thuê nhân viên. Mặc dù tự phục vụ nhưng nhân viên không có mặt, nhân viên phải ở đằng sau lưng đó để theo dõi cái hoạt động của máy. Chẳng hạn như là nếu như những cái loại máy nó có châm nước giặt, nước xả tự động thì phải đổ nước giặt, nước xả tự động vô đó. Rồi hoặc giả nếu không sử dụng cái loại hình đó thì dùng loại hình là khách hàng tự đem nước giặt, nước xả tới, thì cũng phải có cái người có thể là túc trực ở đó thời kỳ đầu, để mà có cái bất kỳ sự cố gì cũng phải can thiệp cho khách hàng, cửa không mở, nước không vô, vân vân, điện không có, hoặc là sấy không nóng đó. Rồi bên cạnh đó là thời kỳ đầu vài tháng phải tập cho khách hàng cách sử dụng như thế nào cái máy đó, vì cái đó này quá mới, thì những cái chi phí nó đi kèm nó rất là lớn, nó rất là cao đó. Thì như vậy với một cái cửa hiệu giặt sấy tự phục vụ thôi á, thì nhắm mấy con mắt là bạn cũng phải bỏ ra 300 cho tới 400 triệu cái tiền cho máy móc nha các bạn. Còn tiền nhân viên đi kèm hay những cái gì khác linh tinh là mình không có tính trong đây đó. Thì như vậy nó sẽ khác với cái mô hình là dân sinh có người phục vụ giống như tiệm bá hỷ của mình, vài chục triệu đồng, 70-80, 80-90, 100 hoặc là xịn sò lắm là 120 triệu là các bạn có được một cái tiệm ok rồi. Một cái câu mà các bạn rất thường hay hỏi mình sau khi nói chuyện dông dài, mà cái câu đó mình thấy rất là xác đáng, cần phải hỏi: làm dịch vụ giặt sấy có ăn không? Tức là có lời hay không? Chắc chắn phải có lời. Lời ít, lời nhiều tùy theo kinh nghiệm của các bạn. Lời ít, lời nhiều tùy theo các bạn chọn vị trí làm tiệm như thế nào. Lời ít, lời nhiều tùy theo các bạn nhận được sự tư vấn của cái người tư vấn cho các bạn tới đâu, và người ta hướng dẫn cái nghề cho các bạn như thế nào. Vì cái lời nó không phải là một cái gạch đầu dòng mà chúng ta đã có tiền lời, mà nó phải hội đủ các cái yếu tố từ kinh nghiệm, từ sản lượng quần áo giặt cho khách, rồi từ chất lượng dịch vụ các bạn đem lại, và nó từ rất là nhiều những cái loại hình dịch vụ mà các bạn cung cấp tại cái tiệm đó. Nếu chúng ta giặt sấy thì như thế nào, mà chúng ta giặt sấy ủi nó như thế nào, và nếu chúng ta giặt quần áo, giày dép, chăn ra, gói nệm, vân vân, đủ kiểu
quần áo đủ kiểu, cái gì gọi là giặt được, thì cái tiền lời của bạn nó sẽ tăng. Sống đủ không? Sống đủ. Làm giàu được không? Không. Mình trả lời ngay câu không làm giàu. Mà các bạn làm kinh tế để có một cái kế sách, để chúng ta có thu nhập, để cải thiện điều kiện kinh tế. Cái chữ giàu nó không thể nào gọi như thế nào là giàu. Doanh thu bao nhiêu là giàu? Chúng ta thu nhập, chúng ta tích góp bao nhiêu gọi là giàu? Khó có để chúng ta định nghĩa. Nhưng cái quan trọng hơn hết là các bạn đủ ăn, đủ mặc, đủ tiền, đóng tiền học cho con cái. Chúng ta không phải đắn đo về những cái khoản đó. Vốn chúng ta bỏ ra cũng không cần phải quá cao. Nhưng mà doanh thu, thu về của chúng ta thì có thể là chúng ta chạy hoài với cái dịch vụ này. Nếu các bạn còn sức lao động, còn có thể làm việc được thì các bạn còn kiếm tiền được. Nếu chúng ta đi làm ở công ty, sau khi trừ chi phí thì chúng ta còn một khoản tiền, đó là gọi là thu nhập sau khi trừ chi phí. Thì giặt sấy hay là giặt ủi thì chúng ta cũng có được một cục thu nhập sau khi chúng ta trừ chi phí. Nó giống nhau các bạn ha, nhưng nó lại khác nhau một cái. Chúng ta làm giặt sấy giặt ủi, chúng ta ở yên một chỗ. Khách hàng sẽ tìm đến chúng ta, và chúng ta có nhiều cái cách để chúng ta tìm tới khách hàng, nhưng mà không cần phải đi ra ngoài. Còn khi chúng ta đi làm ở công ty, ở công sở, các bạn phải đi ra ngoài, ở ngoài đường, vân vân. Chạy Grab thì các bạn cũng phải lấy xe gắn máy chạy ngoài đường, để chúng ta cuối ngày chúng ta có được một cái doanh thu nha, mình nói doanh thu thôi, 500.000, 700.000 triệu đồng, mình nói ví dụ như vậy. Nhưng mà giặt sấy, giặt ủi thì chúng ta ở yên một chỗ trước mắt, và chúng ta tìm cách chúng ta tiếp cận khách hàng bằng những cái phương tiện thông tin đại chúng, bằng những cái app, hay là bằng những cái công cụ online hiện nay. Như vậy tính ra thì cực, có cực không? Cũng rất cực. Nhưng nó khỏe được một cái là các bạn không phải di chuyển đi đâu. Các bạn nào có cái nhu cầu muốn hỏi sâu về cái này, muốn dấn thân vô cái nghề này thì cứ alo mình. Mình sẽ chia sẻ với các bạn. Cần thiết thì mình sẽ hỗ trợ các bạn set up một cái tiệm, để chúng ta có cái kế để mà làm kinh tế gia đình. Xin chào và xin hẹn gặp lại.